thì chúng ta có thể sửa chữa những sai sót, những khuyết điểm, những lầm lỗi, để rồi nhờ đó có tâm hồn chúng ta được thanh thản, được rộng mở hơn để đón nhận ơn Chúa. Hôm nay cộng đoàn chúng ta rất đau buồn vì có ông Phêrô vừa mới qua đời. Mặc dù trong đời sống xã hội, trong đời sống tự nhiên, khi thấy người thân, khi thấy người bà con anh em, những người mà cùng sống với ta qua đời không còn sống nữa thì ta buồn phiền, ta đau thương. Thế nhưng trong cái tâm tình của người Kitô hữu, của người tín Chúa, thì chúng ta hy vọng rằng người anh chị em của chúng ta đã qua đời, thế nhưng ta còn hy vọng có một ngày sống, có một ngày sau sẽ gặp lại họ trong cuộc sống mai sau, trong cuộc sống của Đức Kitô. Ta hãy xin cầu nguyện cho người anh em của chúng ta được nhiều hơn nữa và làm các cái việc lành trong buổi trái thành nhiều hơn nữa để cầu nguyện cho người anh em của chúng ta. Xin Chúa thương đến tất cả các linh hồn và thương đến linh hồn vừa mới qua đời, cho gặp ngài được mau gặp hạnh phúc bên Chúa. Đây là chủ đề. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai cũng về thăm ba cả bao về, ai cũng biết ba hiện đâu, hỏi ba cô quê nữa cũng bao về là bao về, giờ con biết nói mình đang về.